Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Video ngày hôm nay rất đặc biệt, thì Dũng sẽ test thể theo lời đề nghị của một bác khách ở tỉnh xa. Bác khách có hỏi Tiến Dũng là tôi muốn phối ghép một chiếc âm ly Pioneer SE 7825 mã với những dòng loa của Nhật hoặc là của Mỹ bass 30 cm, thì liệu âm ly này có cáng đáng được không và nó có phù hợp không, âm thanh nó có hay hay là không. Chính vì vậy video ngày hôm nay Tiến Dũng sẽ test để bác khách, và xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng trải nghiệm âm thanh. Video này Tiến Dũng sẽ test chiếc Pioneer SE 7825 mã với cặp loa JBL 4312D. Loa này 3 đường tiếng trở kháng 8 ohm và công suất là 100W trên một thùng, bass 30 cm. Ở phương án thứ hai thì Dũng sẽ test chiếc ly này với cặp loa Pioneer CS77A, bass 30 cm, loa 3 đường tiếng và công suất của mỗi loa là 65W trên một thùng. Video này thì Dũng cũng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những sản phẩm là những chiếc âm ly Pioneer vừa cập nhật ngày hôm nay tại shop. Đây là những sản phẩm do bạn hàng của Tiến Dũng đấu mạng trực tiếp từ Nhật về, tăng phô vàng giá 13 và tăng phô đen giá 11 năm. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng trải nghiệm đoạn âm thanh này. Mọi nhu cầu mua sắm và tư vấn, quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại ở góc phải màn hình. Tiến Dũng sẽ test âm thanh từ TV Ethernet thông qua chiếc đầu giải mã DAC rất bình dân, tốt bình D5S, mức giá chỉ 5,2 triệu. Đây là những sản phẩm do bạn hàng của Tiến Dũng tuyển chọn trực tiếp từ Nhật về. Quý vị và các bạn sẽ thấy nó rất đẹp. Hãy like và follow Tiến Dũng Audio Sài Gòn để cập nhật liên tục những video do tôi thực hiện hàng ngày vào lúc 11 giờ trưa. Nhớ thềm ngày xưa hai đứa yêu nhau. Đây là âm thanh của 7-8 phối ghép với 4312D. Màu xanh bất một nhịp cầu. Những lần hẹn hò đây đó, mưa chiều nhạt nhòa con phố, nếp bên nhau ấp ủ mộng đau. Thế rồi một hôm em vắng xa anh, trong cơn hoàng hôn nắng lùi tan dần. Chọn niềm nhung nhớ em ơi, dù xa mặt càng xa lâu, ước nguyện trọn tình đôi lứa sống bên nhau cho đẹp lòng em. Với chiếc 7825 mã, nó hoàn toàn có thể kéo được 4312D trở kháng 8 ohm và công suất 100W bass 30 cm. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng trải nghiệm âm thanh với Pioneer CS77A. Để nhìn tận mặt yêu dấu, để nước nồng nàn say đắm, em nói cười yêu quá đi thôi. Thông
qua video này thì quý vị và các bạn cũng thấy là chiếc Amply Pioneer SA7825 mã nó hoàn toàn có thể kéo được những cặp loa Nhật hoặc loa Mỹ bass 30 cm. Đây là một mẫu Amply rất dễ phối ghép loa, nó có thể phối ghép với hầu đa các dòng loa trên thị trường. Những anh em muốn nghe nhạc bolero, nhạc trữ tình, nhạc chậm rãi giống như kiểu giọng ca để đời chúng ta vừa nghe thì đây là một sự lựa chọn rất tuyệt vời. Pioneer SA7825 mã với tình trạng hàng đấu mạng siêu thị Nhật về. Quý vị và các bạn có thể thấy máy đẹp gần như mới. Đây là phần nội thất. Nội thất sáng choang. Thì Dũng bao zin từ A đến Z. Mức giá thì Dũng phục vụ trong đợt này cũng rất ưu đãi. Mức giá làng của chiếc này khoảng 12 năm. Thì Dũng phục vụ với mức giá chỉ 11 triệu 500 bản tăng phô màu đen. Và tương tự như vậy bản tăng phô màu vàng mức giá là 13 triệu. Hai mẫu này có âm thanh và cấu hình hoàn toàn giống nhau, chỉ khác là tăng phô hay nhiều địa phương còn gọi là nguồn đen và nguồn vàng. 13 triệu cho bản nguồn vàng và 11 triệu 500 cho bản nguồn đen. Trong tháng 4 này thì Dũng có một chương trình khuyến mại đặc biệt, khi quý vị và các bạn mua những sản phẩm, những đơn hàng trên 10 triệu thì Dũng sẽ tặng kèm theo một cặp dây loa Pro N của Italy. Món quà này trị giá 800 ngàn thì Dũng sẽ tặng kèm theo những đơn hàng trên 10 triệu. Những đơn hàng từ 5 triệu đến 10 triệu thì Dũng sẽ tặng kèm theo một cặp dây tín hiệu, dây ba lăng Pro N của Italy. Món quà này trị giá 500 ngàn. Tất cả những chương trình khuyến mại ưu đãi này sẽ áp dụng từ nay cho đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2024. Đến gọi là ngày rất tốt. Còn mãi nhớ hôm nào lời chào nhau ban đầu, ai nỡ quên tình nhau. Đây là âm thanh của Pioneer 77A. Đời còn gì vui hơn trong phút giây. Đây là của 432D. Đời còn gì đau thương khi lắm nghe tình vỡ. Tiếp theo xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu loa mà chúng ta vừa nghe. Đây chính là JBL model 4312D với tình trạng hàng bãi tuyển chọn trực tiếp từ Mỹ về. Zin với bản loa tuyệt đẹp. Một bass 30 và một mic 12, một loa chấp đôn, cổ từ loa bass và cổ từ loa chép đều là từ Neo cao cấp. Mẫu loa này có công suất là 100W trên một thùng trợ kháng 8 ohm. Và thùng loa được hãng trang trí bên ngoài rất đẹp, Simulation có logo của JBL. Cặp loa với tình trạng zin nguyên bản loa tuyệt đẹp. Mức giá làng hiện nay mẫu này khoảng cỡ 28 năm cho đến 29 triệu. Để Dũng phục vụ quý vị và các bạn với tình trạng tuyệt đẹp, hàng tuyển trực tiếp từ Mỹ về. Mức giá rất ưu đãi trong dịp này chỉ 26 triệu. Chỉ 26 triệu cho mẫu loa JBL model 4312D. Hàng bao zin bao xịn kèm theo phần quà tặng tháng 4 này. Phía bên đây là CS77A, một mẫu loa được rất nhiều những anh em chơi audio, chơi nhạc vàng, nhạc bolero yêu thích. Đây chính là Pioneer CS77A. E căng bằng lưới mắt cáo hay nhiều em còn gọi là mắt võng. Rất đẹp. Tất cả zin với bản loa tuyệt đẹp. Pioneer là một mẫu loa rất nổi tiếng của thương hiệu Pioneer hàng Nhật sản xuất cho thị trường Mỹ. Mẫu loa này được sản xuất vào khoảng những năm 1970. Với tình trạng zin nguyên bản loa tuyệt đẹp, hàng về trực tiếp từ Mỹ. Cặp loa này thì Dũng phục vụ với mức giá trong đợt này cũng rất tốt, mức giá làng cặp này khoảng 19 cho đến 20 triệu. Thì Dũng phục vụ quý vị và các bạn với mức giá chỉ 18 triệu. Tất cả bao zin và bao đúng hàng Nhật xịn, bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Thì Dũng sẽ chịu tất cả các vấn đề trên đường đi như là bể, vỡ, móp méo, mất hàng. Quý vị và các bạn sẽ nhận với tình trạng lành lặn và đúng như những gì thì Dũng giới thiệu ở đây. Quý vị và các bạn có thể chuyển tiền trước đủ một lượt thì Dũng miễn phí vận chuyển. Các hình thức đặt cọc thì anh em có thể đặt cọc trước 20%, nhận hàng thanh toán nốt. Với hình thức đặt cọc thì anh em sẽ tự chi trả phí vận chuyển. Thì thế này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc đầu giải mã DC rất bình dân, bán chạy nhất trong thời gian vừa qua. Đây chính là chiếc Tobin D50S. Âm thanh của dòng này rất tốt, mặc dù mức giá rất bình dân chỉ 5,2 triệu. Chiếc này sử dụng hai chip giải mã DAC, hàng của Trung Quốc và sản xuất cho thị trường Mỹ, thị trường châu Âu, có dấu hợp chuẩn CE và FC. Chúng ta có thể kết nối với cổng optical của TV, cổng Bluetooth của điện thoại, cổng USB của máy tính, giải mã 32 bit nhạc chất lượng cao. Chúng ta có thể sử dụng để nghe nhạc, để hát karaoke trên chiếc đầu giải mã này, thay thế hoàn toàn cho những chiếc đầu đĩa thông thường. Mức giá chỉ 5 triệu 200 ngàn. Thế Dũng khuyến mại tặng riêng cho sản phẩm này là một cặp dây AV, một dây optical và một cục adapter nguồn, bảo hành chính hãng 12 tháng.
Tới đây thì Tiến Dũng xin kết thúc video này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp quý vị và các bạn vào những video tiếp theo vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Xin chào và xin cảm ơn.